เอาแล้วดูสิมากกว่าเด็กมากกว่าเอาไรหมอกไม่เชื่อหมอกหอหนึ่งท่านหนึ่งมือนี้ประเทศลาวอะไรมือเก็บบางบางอะไรบางเนี่ยบางอาซานนั่นดูสิเดี๋ยวทำสิเพื่อนอาเจ้ามีเต้าของห้องเต้าเพื่อนมีผามากสกđây là cái phong tục tết hoa quả của người Thái, có như ông bà tổ tiên thời xưa kể lại là ngày 15 tháng 7 hàng năm là tổ tiên lên thiên đình để hầu hạ thiên đình. Sau khi hầu hạ làm xong công việc ở trên thiên đình là quay xuống trần gian. Sau khi tổ tiên xuống đến trần gian thì con cháu trong gia đình phải tổ chức được mâm cơm, thứ nhất là cúng, cúng rồi tạ ơn tổ tiên đã quay về, và thứ hai là cũng cầu mong cho các thành viên trong gia đình làm ăn phát đạt, kinh tế dồi dào.